Trước đó, một phụ nữ tên T mắc căn bệnh viêm loét miệng, sau khi điều trị tại một cơ sở y tế tư nhân trong xã mãi không khỏi, tiếp tục đi xét nghiệm ở các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh, đưa đến tận bệnh viện trung ương thì đều có chung một kết quả, chị đã bị nhiễm virus HIV dương tính. Bệnh nhân trung tuổi này chủ yếu ở nhà, hiếm khi đi xa và khó có khả năng tiếp xúc với các nguồn lây bệnh. Chị T cho biết, thường đi khám bệnh tại cơ sở y tế do một bác sĩ tại bệnh viện huyện Tân Sơn mở ra tại xã Kim Thượng. Cũng theo chị T, bác sĩ này thường dùng một cây kim tiêm chung cho nhiều bệnh nhân.